Hi, xin chào tất cả cô chú. Bé vui. Hôm nay bệnh hoạn quá, mặt mày tái mét xanh lè luôn rồi quý vị ơi. Mà mới góc đầu nổi bây giờ hay bị lỡ khu bà nè. Cho nên sẵn quay cho mọi người xem. Hôm nay bây nhận biết con đang sao con nhỏ này. Hôm nay sao mở hồ quá thằng nhỏ. Nhỏ ra đi. Rồi thôi bây giờ thua đi. Nè, giờ con lấy con nào? Hai con này con lấy con nào? Con này. Con nào con này ha. Rồi đưa cho cô chú coi đi con này con gì? Nguyên đi. Windy con này. Snowman. Ok. Snowman. Rồi, cắt đi. Con cắt đi, con tự cắt đi. Tự cắt khui đi. Hôm nay á hả, trong cái đống quà này của em cũng chẳng có gì nhiều quý vị. Chị thật sự là không có thời gian để gói luôn á, không có thời gian để đi mua quà luôn. Thì có được một cái thùng quà này nè. Là cái quà này là được chị Giáp tặng Noel. Cũng như là mừng nhà mới. Được không? Cắt đây. Được không? Xét nè. Rồi. Wow. Rồi. Ui ra. Nói gì đây? Wow. Nãy gì ạ? Rồi mời cô chú yêu. Có gì ạ? Đưa cho cô chú coi cái đã. Đưa cô chú coi. Ô, con bóc ra, bóc ra đưa cô chú coi. Ủa, cái này là cái gì? Strawberry. Strawberry, ok. Rồi. Con này cái gì? Ngon quá, thì có nhiều kẹo dẻo quá nè. Ô, quá trời luôn. Con nhai là quà không có nút trọng, nhai. Ê, nhai mẹ nè. Chi. Bỏ mẹ nhai. Nhai không có nút trọng không? Nhai nó. Nhai. Sao nút trọng? Mẹ dặn con nhai sao không nút trọng con nhai coi, nhai cho nó bể viên kẹo qua coi. Nè, nhai be đi, nhai be ra. Bỏ miệng. Bỏ miệng nhai nhai nó. Nút trọng con những mắt cổ. Ok. Con coi còn gì nữa không? Ở trong đây á, mỗi giờ kẹo này nó bán nó có nhiều hình thù lắm nè. Cái này kẹo dẻo mềm, cái này kẹo dẻo dai. Cái này hình con gấu à, kẹo dẻo dai. Còn loại này kẹo dẻo mềm. Nhai nó không. Trong đây họ quả đủ thứ cho mấy dân lắm. Đây một bịch. Đây một bịch nữa. Nếu như ai mà có coi video của em lắm thì sẽ thấy lại mua một cái bịch này ở trong chợ rốt lắm. Thấy không? Trong đây có nhiều lắm không? Dâu, táo là mọi thứ nè. Con cắt này không? Cắt ha. Để mình khui luôn cái ông già Noel này mẹ. Bữa nay, năm nay á hả? Dự định á là được nghỉ 2-3 ngày đó. Thế tính là đi mua quà về gói để dưới góc cây thông. Chỉ phần là tính đi qua nhà bạn chơi nữa cho nên cũng không có dự định mua đồ để dưới góc cây thông nhiều. Tại có hẹn qua nhà bạn chơi rồi. Không có nghĩ là ở nhà đâu mà tới cuối cùng ra bệnh. Cả nhà bệnh hết. Cho nên bắt buộc phải ở nhà. Bây giờ không có cái gì khui hết chơi giờ chỉ còn có mấy món à. Wow, cây thông nè. Dễ thương không? Cây thông nè. Cái này là ngon á. Cái loại là nặng gấu à. Ăn thử cái này hay này ngon à. Trời. Muốn sao hả? Cái loại này nó làm kẹo mềm. Cái kẹo này mềm. Mà bên đây á, của anh nghĩ là cái loại này nó dẻo. Nó dẻo, nó cứng hơn. Nó có hình thù dễ thương nghe, hình ngôi sao nữa nè. Mềm. Loại này mềm ngon. Có con sâu cho mẹ con sâu ấy. Hay vì có con sâu một chút. Có sâu. Bắt sâu ở miệng. Wow, con sâu. Hay vì ăn con sâu luôn ghê lắm. Bên đây kiểu này nó mềm hơn. Nó không có dễ ai. Nó không có dẻo. Rồi. Bây giờ muốn thử cái này không? Thử cái này nè, cho con. Rồi xé đi con ngồi. Ngồi qua đây con khui.
Rồi, khui đẹp xét à. Xoay cái mặt qua, xoay cái lưng qua đây. Qua cái lưng qua đây để con chú thấy. Rồi, xé đi. Xé thùng đi. Lật lên. Rồi, xé. Xé ra. Xé ra. Là cái này á, là chỉ mua 500, chắc 4-500 gì đó. Mình đoán chừng là như vậy. Nhưng mà không biết giá của nó là bao nhiêu. Nhưng mà mình đoán là giá đó có thể cao hơn. Cao hơn hoặc là đúng với cái giá mình đoán. Tại vì cái máy này á, là chỉ nói là hàng của Đức. Cái máy xay sinh tố này á, là cái hàng của Đức. Chỉ nói là nhà chỉ xài là 10 năm mà nó không xi nhê gì hết trơn á. Nói là bảo hành của nó là 7 năm. Đây nè. Để con xếp ra cho cô chú coi xếp ra. Mọi người có thấy cái số 7 ngay góc này không? Đây là cái số 7 này là bảo hành của cái máy này là 7 năm. Xếp ra con. Rồi á, Costco bảo hành 3 năm nữa, tất cả là 10 năm cho cái máy này. Là cái máy này thời hạn bảo hành không là 10 năm. Mà sau 10 năm đó nó hư á thì là không còn bảo hành nữa. Các bạn thấy không? Cái máy xay sinh tố mà nó bảo hành 10 năm nghe khủng khiếp không? Và chị nói chị mua cái máy chị xài hả? Chị quay và chị làm đung 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 rầm 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 vậy đó. Chị nói hả, nhiều khi á xài biết rồi chán, cho nó hư để mua máy mới mà nó không có hư. Cái chồng chị mới nói là bà xài cái gì bà cũng xài vừa vừa thôi, bà xài bà không thích nó nữa thì mua máy mới đi chứ có đâu. Con đứng xích qua đây con che mất tiêu cái mặt của mẹ rồi. Qua đây. À, chứ có đâu mà bà xài gì mà bà hành hạ nhỏ dữ vậy. Bà không thích bà mua cái máy mới mà xài có đâu mà dằn dật nó dữ vậy. Chị nói vậy đó. Thì chị mới thấy vậy, chị mới mua cho hai chồng mình nè. Rồi để mình coi cái phần bên đây. À, đây nè. Nó có mấy cái phần nè. Ở trên đây á, là cái cối để xay tiêu, xay tỏi. Còn cái này á, là để mình xay nước, rau củ quả, trái cây, nước ép rồi đó. Xong rồi cái mình có cái nắp á, mình dặn lại mình làm cái ly mình đem theo mình uống luôn. Rồi cái này thì cái cối xay bự, cái cối để xay sinh tố rồi khi nào nó bự luôn để xay bột hay gì đó là mình cho cối này đó. Cái lưỡi của nó là lưỡi bằng thép của Đức, rất là bén. Chị nói á, chị cứ dặn mình hoài, chị nói là đừng có lấy cái tay hay cái gì đó mà vuốt vuốt vô cái lưỡi là nó đứt tay. Cho nên á, chị mới dặn mình đó là khi mà con đứng xếp vào đây, tại sao không có che mặt mẹ hoài vậy nè. Rồi anh chị mới nói là nếu như mà mình mua cái máy này á mà mình xài á thì hạn chế là đụng vào cái lưỡi của nó nha mọi người. Trước tiên mình khui là mình đã thấy cái ly này nè. Cái ly này nè thì có chị nói là khi mà mình xay á, mình đem theo cái mình đi làm luôn, mình không cần phải có cái ly, không cần phải đổ ra một cái ly nữa, nó là dạng một cái ly luôn, mình đem đi làm được luôn. Tay của mình đang có đau quá, giờ mình xé cái này nó không được luôn. Đây nè, cái nắp của nó nè, nó như thế này nè mọi người. Đó, tuyệt vời chưa, có cái móc nữa nè, đó, thấy chưa?
bánh xèo. Đó, mọi người thấy không? Ừ. Cái này là cái nắp để mình dặn như thế này. Còn khi mà mình xay sinh tố đó, thì mình sẽ bỏ cái lưỡi vô đây, mình xay lại như vậy. Đó, nắp một chút. Cái này là cái cốc luôn nè, để uống sinh tố. Ừ. Còn cái này là để đè trái cây xuống để xay. Cái này cái dài. Phải không? Đúng rồi, uống apple juice đó. Ồ, nó cho mình hai cái nắp luôn nè. Cho hai cái nắp để thay phim luôn nè. Hai cái ha. Cùng với cái giấy bảo hành luôn. Giấy bảo hành, giấy sách hướng dẫn đó. Ồ, bánh của con hơi ok rồi. Cô chú thấy rồi đó. Cô chú ơi, hay vì có bánh đó cô chú. Đây là sách hướng dẫn, có hai cuốn. Có một cuốn là hướng dẫn để nấu ăn nữa nè. Mà thôi, cái này mình để một bên đi. Thì cái phần giống như là mình đó, nó chỉ cái cách mình sử dụng á. Để một bên nè. Để coi còn cái gì nữa không. Đây. Ô, tới hai cái khóc lận nghe quý vị. Cho nó xem. Ồ, nó có cho mình tới hai cái khóc luôn. À, thì ra là vậy. Đây, đây, đây. Đây là một cái, đây thêm một cái nè, hai cái ha, hai cái khóc nha. Hai cái, để đây nha. Xem. Cái máy này mắc à. Máy này trong Costco bán như vậy là mắc đó quý vị. Đây, đây là cái cối của nó nè mọi người. Ở trong đây là có một cái cối. Đó, cái cối nè, có cái lưỡi nằm ở trong đây nè. Thấy không? Rồi cái phần cái đế của nó nè, cho các bạn xem cái đế của nó nè. Đó. Ê, đứt tay đó con, đứt tay. Rồi á. Tài. Cái này á thì mình thấy cái mẫu của nó để là như vậy. Mình thấy đấy, cái mẫu của nó để là như vậy. Đó, mọi người thấy không? Cái mẫu của nó là như vậy. Cái xong cái khi mình xay xong cái mình dở này lên, cái mình lật ngược lại, cái mình lấy ra. Mình lấy cái cối này ra. Đó. Nghe chưa, tiện lợi chưa, kinh thịt. Cái này để mình dặn lại để sợ anh hai này anh luôn mua với mình hồi cái anh chọt cái tay vô đi đứt, tại vì trong đây là cái lưỡi, cái lưỡi này chỉ dặn là cái lưỡi này rất là bén, nếu như mà có rửa thì đổ cái nước vào xay thôi chứ đừng có đứt tay vô đứt tay chết. Đây ở trong đây nè, cái hình nè nó có để nè, thấy không, khắp giòn, còn cái ly thì bỏ vô trong. Trời, bé được không đó? Được không? Được. Rồi, hai. Đây. Hai cái khóc ở đây rồi. À, cái máy đâu? À, cái máy nằm góc bên này. Mình đã phát hiện cái máy rồi. Cái máy góc bên này. Qua đây á, càng ở lâu cái tay, da tay các bạn càng mỏng. Khi mà cái da tay của mình bị mỏng á là mình kéo, mình lấy đồ ơi, mình kéo đúng rồi. Đây nè, cái da tay của bạn mỏng mà các bạn lấy đồ hay các bạn làm gì cũng khó khăn lắm. Đây, tiếp tục nha, tiếp tục là cái này là cái cối nè, cái cối mà trông đợi nè. Đó, quý vị thấy chưa, ở trong cái cối này nó có một cái lưỡi dao trong đây luôn, không vậy thấy không? Con cuốn cái đó đi. Nè, dở ra. Một cái máy xay. Cái máy xay này nè, mình nhìn á, mình thấy ở trong mấy cái tiệm mà bán cà phê sinh tố á, thì họ sử dụng cái máy này nè. Khi mà họ để vô, họ bấm họ, họ quay nghe déo 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 rồi, mà mình quay họ nó cả cục to to ha, quay mà một lát nó diễn nhừ ha, mà các bạn thấy hả? Cái sinh tố của nó đợt, nó sọt lại, nó quấn lại nước đá, nó quấn lại. Mà cái cối này xay hả, mình nhớ rồi, mình nhìn thấy cái mẫu này rồi, ở trong mấy cái tiệm mà trong chợ chơi ảnh đồ, mấy cái tiệm lớn á, mình thấy họ xay bằng cái máy này nè. Họ bỏ cà phê vô, họ xay vèo vèo luôn, mà máy hoàn toàn không có xi nhê gì hết nha. Còn ở nhà mình mới máy xay sinh tố của mình bỏ vô cho cà phê mình xay một lát là cháy cối liền, nóng quá nó cháy cối, nó chịu không nổi lại cháy cối liền luôn á. Ôi, cái lưỡi dao nhìn hết sức luôn á. Đây nè. Cái lưỡi dao, chị nói cái lưỡi dao bé lắm, chị nói là
có nhiều lần chị làm á, chị rửa chị bô cua á, chị bị đứt tay hoài à. Ở trên đây nó cái nắp này á, nó có một cái lỗ như thế này, mình dặn ra về mình bỏ vô nước ép rồi đó. Ví dụ như mình bỏ vô mình ép nước á, cái này mình lấy rồi mình chảy xuống này nè, đây nè. Cái này là để không dùng gì đó, để ép cái cây rồi ha, xay sinh tố rồi quấy ra. Cái này là dung tích cho tới 2000 nữa nha, cái này 2000 ml, dung tích của nó là tới 2000 ml trong cái cối này nha. Chứ cái này không phải là cái chài đâm tiêu đâu nha quý vị, nó nhẹ heo qua à. Nó nhẹ lắm nè quý vị thấy không, nó nhẹ tơn à hả, nó chỉ là cái vỏ thôi à. Rồi dặn lên lại đó. Quá tuyệt vời. Nhìn thấy cái cối thôi là đã tham mê rồi đó. Một cùi tiếp. Thùng giống như thùng xanh xanh để cùi hoài còn lại cái gì. Ôi dạ. Còn cái gì cái này nữa trời. Cái đế như này, cái đế nặng nhặt đây, cái đế này là cái máy của nó. Đó, để xem nó bao nhiêu watt này, nó ghi trên đây nè. Mình xem coi trên đây kìa, nó có ghi cái tích trên đây không? Hả? À. Ồ, con khui đường hả? Giỏi, good job. Giỏi quá. Cái này nó để là 64 oz, là 2 lít. Coi chừng bể để xuống con. Ừ, giỏi. Ồ, con gái vậy hả? Wow, giỏi quá. Cái này là 64 oz. Nó cho hai cái chai một cái khắp đó, là cái này nè, cái này nè quý vị, mình cho hai cái này với một cái cối này nè, cái cối phía ngoài này nè, với một cái này, đó là nguyên một cái bộ của nó, để xem cái của nó mấy quạt đây. Cái máy này mình biết rồi, cái máy này mình đã từng thấy mấy cái người ở trong tiệm người ta bán sinh tố mà. Sinh tố bơ rồi trong tiệm rồi đó, mọi người thấy nè, đây nguyên một cái bộ nó là như thế này đây, mọi người thấy không, nhìn rõ không? Ở đây là cái nút bấm, cái nút nhảy, cái nút mà mình để đảo nó đó, nút nhảy, nút đảo. Còn cái này thì nút bật chính tắt, còn nút này thì chỉnh lớn nhỏ nè. Để xuống bể con dày ghê á, dày dặn nhìn mê ghê á. Cái máy này hình như mình nhớ là chị Lon có một cái hay sao á, mình nhớ chị Lon có một cái máy thế này hay sao á, hình như lúc đó chị Lon có một cái, bởi vì bữa đó nghe chị Giác nói đây hình như có mua tặng cho anh Liêm thì chị Lon nhìn cái máy như vậy nè. Tại được lúc mình về mình hỏi chị Lon á thì mình có cái dẹp một cái máy giống vậy nè, mình về tới giờ lui hoài à. Bây giờ thì mình thấy nó nè, trò máy này xay ả lắm em quý vị. Cái máy này là xay lòng mê là ghiền chết luôn á. Rồi thôi, nhiêu đây là đủ ăn Christmas rồi đó mọi người. Năm nay là mẹ con là trúng mánh, vô mánh. Cái máy này cũng mấy trăm đô đó. Rồi, bây giờ á, có đồ để là làm bếp rồi nè. Có đồ để xay sinh tố, nhiều khi mình thích xay sinh tố mà kiểu đặc bến bến á. Nhưng mà hôm nay có cái máy này là xay là khỏi sợ cháy cối nha. Cái cối thường thường là xay là hay bị cháy cối lắm. Còn cái này là hết sảy, không bao giờ sợ cháy nha. Chị nói là xay đã lắm, xay thịt bầm được cũng ngon lắm luôn á.
máy mấy máy nhỏ mà xay thịt bằm đâu dám xay, xay sợ nó cháy cối vậy lắm. Rồi thôi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video mình ngày hôm nay nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc người thật nhiều sức khỏe tuyệt vời. Christmas có một cái món quà như vậy là đã hết sảy rồi, bữa giờ để tới hôm nay mới khui, không có dám khui tặng từ bữa nhận nhà tới giờ lận mà bữa nay mới dám khui. Rồi xích qua đây, con xích qua đây nè, con xích qua đây rồi đưa lên cho cô chú coi nè, đưa lên cho cô chú coi nè, thằng đúng rồi, đưa lên nè, chi nhìn cô chú nè, nhìn cô chú nha, cái mặt hay gì đâu. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye đi con. Bye. Bye.